Xin chào mọi người, thì ngày hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người cái cách mà chúng ta diệt kiến hoặc là diệt những cái con côn trùng mà li ti trên những cây lan chúng ta coi như thế nào nha. Tối rồi mình mới đi làm về thì hôm nay mình sẽ kiểm tra xem coi những cây lan mình bữa giờ là những cái ngọn ngọn rễ nó bị cắn đứt mà không biết do con côn trùng nào nó cắn. Thì mình nghi là kiến với sên, thì hôm nay mình sẽ đi kiếm coi có con sên con kiến nào cầm giùm mình. Rồi cho nhà để kiếm coi có con kiến gì không. Ở đây không thấy. Rồi qua chậu tiếp theo. Đây này cũng không thấy. Bữa thấy mấy con sên mà anh giết nó hết mấy lần rồi. Rồi tiếp mấy con này. Có kiến không? Để anh coi coi. Là kim kỳ nha. Không có. Rồi qua cây tiếp theo. Rồi cây này chắc không có đâu. Cố nhìn coi có không nha. Rồi. Ok, không có luôn. Rồi coi cây này coi. Cây này bữa giờ không thấy eo ụt quá nè. Không có con sên nào luôn. Không có con kiến. Hôm bữa phát hiện có mấy con sên mà anh giết nó. Rồi qua cây này. Không có con sên, không có con côn trùng nào. Rồi qua tiếp cây kia. Em gọi dưới rễ nè. Không có cái gì hết, không có mấy con côn trùng li ti luôn. Ghê thiệt. Tới cây bên này. Wow, gặp kiến rồi nha. Đây. Quá trời luôn. Em gọi bên đây nè. Trong cái hẻm này. Đó. Bà mẹ nó. Nó cắn mấy cây lan thâm hết. Rồi ok, tí xíu mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách mà mình diệt mấy con kiến này sao ha. Mình đi tiếp mấy cái chậu này. Chỗ này. Em gọi vô cái gãy á. Gọi vô coi có con sên nào không. Để em kiếm coi có con sên nào không. Ở đây thì không có con sên nào. Rồi ở đây thử coi. Để em gọi coi coi là không thấy đâu. Ok, rồi tiếp. Đây từ từ nha, em để nguyên nha. Cũng không thấy luôn. Rồi qua tiếp cây này đi. Tiếp cây này. Ồ bữa thấy mấy cái con gì li ti, mấy con y như mấy con rầy con gì mà sau này nó không có nữa ta. Bữa giờ mình chưa có xịt luôn á. Hôm bữa mới xịt con rồi. Rồi ok, không cây này không có luôn. Cây này nãy anh thấy có nè. Nè em gọi vô đây nè. Đây đưa anh. Rồi để quyền. Nó đen một nắm. Không có cây nào luôn. Khoan từ từ nha. Đó em gọi đây nè. Cũng không thấy. Ủa nay tự nhiên tụi nó trốn đâu hết rồi ta. Đây mọi người. Không thấy luôn. Ủa nãy thấy ở đâu ta. Nãy thấy mấy cây li ti. Em xây cái này qua mình cái. Rồi cầm đi nha. Anh từ nãy em thấy mà ta. Cây này cũng không thấy luôn. Ủa nay tự nhiên nó trốn đâu hết rồi. Cây này cũng không. Hôm nãy em thấy có mấy con bò đen đen nha. Nó bò lúc nhúc mà ở đây không có nữa ta.
Ủa kỳ vậy ta. Ủa nãy mới thấy đâu á. Rồi em cầm cái chai kia đi. Đưa đây. Mình xịt nó rồi. Đây mọi người thấy kiến không? Quá trời. Nè, em cầm đèn pin đi, em gõ vô kiến nha. Đây, những con kiến nó đang đóng ở đây đây. Ok. Rồi, đưa cái chai đó đây. Đây mọi người. Chai Jumbo nha. Chai này của Nhật nên nó chắc nó an toàn với cây á. Mình xịt hoài thấy cây nó vẫn bình thường. Rồi em đứng xa xa đi. Rồi. Rồi xịt một lần vậy thôi coi nó làm sao. Rồi, kiến nó chết rồi nè. Trời ơi nó cắn cái cây lan bấy nhầy luôn. Quay qua đây xịt một phát nữa. Rồi nó đứng quá trời. Em cầm cái điện thoại luôn đi. Em bấm nè. Rồi bấm lấy nét đi. Em bấm cho. Ok. Đặt nha. Nè em đứng xa xa ra nè. Mình xịt nhẹ thôi. Đó. Rồi nó chết hết nè. Ok. Rồi. Rồi đi vô. Đó, mọi người thấy không? Mình xịt cái loại xịt mũi này mình diệt kiến với cây lan của mình hoài. Mình thấy cây lan mình vẫn bình thường. Nó không có hài hắn gì ha. Rồi. Hôm nay mình chia sẻ như vậy thôi. Hôm bữa thì mình gặp có mấy con ốc sên nữa. Mai mốt mình sẽ kiếm được ốc sên thì mình sẽ hướng dẫn mọi người giết ốc sên sao. Rồi, chào tạm biệt mọi người.